cô Ánh ơi, hôm vừa rồi con có nghe ai nói là xin cho My với Ti, cho Ti với Nga đi giúp việc nhà vậy đó cô Ánh. Rồi em mới nói là, ủa chị ba sao mẹ con cũng vậy, bảo bị trúng gió. Thì em đâu biết bảo bị trúng gió đâu, em mới về hỏi. Rồi gì vậy? Rồi là sách, em sách dán đi đâu rồi, sách dán đi giống đi chợ vậy? Ủa bà con chú anh chị đi kênh giờ vui vẻ thì hôm nay giờ thăm gia đình cô Ánh mà con cô chú anh chị chào cô chào em Ti em My cho con vô nhà đi đứng sao con vô nhà dạ cái để con vô không Ti nghe anh nói nè Ti không có nói lảm nhảm vậy nè rồi sao vô nhà nghe mùi tanh dữ vậy cô tanh dữ vậy mở cửa ra nghe anh nói thi dễ vậy mà thi dễ này nói thầy nói không nhào quá nói bình thường á em bị gì Ti hôm nay em bị gì em bị mà mắt cô bị gì mà trời con mắt con thấy này mở không lên luôn cô Ánh hả? Nghe sao em hơi bị lợm da chai đây mẹ em vậy em đi lợm da chai mình được không? Rồi, Nga cũng bệnh luôn hả? Thì mắt cô là đi khám là bác sĩ nó phải mổ 6 triệu mà. Sao sao mổ rẻ cô mắt tao tới mổ mấy chục luôn mà. Giờ đâu ngủ nghe đâu. Dạ. Là cô đi khám bệnh viện mắt à hả? Cô khám ở đâu? Nói là con hãng mình là bảo. Quận 7 hả? Sẽ mẫu 6 triệu. Ti ngồi xuống anh nói nghe nè Ti. Ngồi xuống luôn, ngồi xuống luôn. Ngồi ngồi khép lại, khép lại. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Con Nga, con My á. Nó nhớ con này đi được khùng, nó bệnh tâm. Nó còn tâm thần cùng đi. Đó, không có chuyện đó. Tâm thần cùng đi. Đó. Con đâu giờ nó qua nhà thằng núi lộn ở đây nè nó nói nhà này á mấy ba con nghĩ tâm thần đó mà không cái con mẹ lo ở đây nè nó qua cái chuyện đó tôi sách già tôi dùng ở đây nè tôi dùng tôi sách nào anh cũng ba đồng rồi tôi dùng bên người sách là tôi dùng người sách là sách bên đây nè tôi không dùng bên bà nghe qua bà núi lộn ở nhà tôi dùng cái sách gì dùng ở đây nè không anh dùng bên bà rồi rồi bắt cô chảy nước kìa. Nhức mắt hả cô là tự nhiên bị nhức hả cô? Trời đã nghèo rồi gặp cái eo đó. Nghe biết mẹ bị vậy là bị sao không nói nghe coi. Rồi sao? Nghe có lo không? Có lo cho mắt của mẹ không? Tây ơi. Em biết mắt mẹ mình bị vậy có sao không? Có lo lắng cho mẹ không? Dạ em nói em khuyên mẹ sao có nói gì mẹ không? Bà bị á, nó cũng bảo không. Nó phải nói hả? Cô nhức quá chịu nổi hả? Ủa rồi bé My đi đâu rồi cô? Ừ. My đi đâu? Đi mượn tiền cho cô mà bắt hả? Đi nắng thơm. Mày nắng thơm. À cô Ánh nghe không rõ con cứ cứu gì dạ đúng rồi trời ơi vậy là sắp đói tới nơi nữa rồi con cô chú anh chị hàng ngày còn có cô Ánh đi lượm cho chai người ta còn cho tiền cho gạo cho đồ ăn rồi hôm nay có ai đến thăm gia đình mình không Nga có không không ai đến thăm gia đình mình luôn hả Nga hôm nay Nga cái gì rồi? Ti ăn bánh bèo rồi đúng không?
Ti à, mai mốt anh nói là Ti xả cái gì lau nhà, Ti phải xả bằng xà bông nha. Anh vô thấy sao anh nghe mùi mùi sắc nặng quá, mùi tanh nặng quá. Nói là thằng Di nó làm Ti á, nói bà tiệt cho báo thôi con này. Nãy chứ nó còn khùng. Ủa cô Ánh ơi, hôm vừa rồi con có nghe ai nói là xin cho My với Ti, cho Ti với Nga đi đi giúp việc nhà vậy đó cô Ánh. Con nghe vụ đó là bà sao? Nói bà trình trả báo con. Hôm con nghe My nói lại là có người nào người bắt á, nói là định đưa em Ti và em Nga về để làm giúp việc nhà. Anh ủa sao có trường hợp đó lạ hả ta? Hai em như thế này mà ha. Rồi sao cô, là người đó có đến nhà cô để gặp cô chưa? Cô Ánh có lời vẻ hơi lãng tai và con cô chú chị. Trường hợp này giờ sẽ gặp em My để hỏi chuyện về vấn đề đó. Cô Ánh thì nghe không rõ. Em Nga thì rất là ít nói. Rồi là ngày mai kế hoạch của cô như thế nào cô Ánh? Chứ bây giờ là như vậy thì đâu có tiền đi mổ đâu. Cô Ánh có vẻ đang mệt mà còn có túi tiền. Và nghe không có rõ, lúc trước vào đã gặp cô Ánh ngoài đường và nói chuyện cô Ánh có vẻ như bị lãng tai, rất là khó hỏi chuyện, cô trả lời chính xác câu chuyện của con cô chú anh chị. Cô bị lâu chưa cô Ánh ơi? Bị mắc gì lâu chưa? Mình có biết cái mỏ này con là gì? Chỉ cái mỏ của con thôi. Cô Ánh nghe không có rõ. Sao mấy tháng này vậy? Mấy tháng này vậy? Bị mắc thì cô Ánh mang cấp rồi con chứng kiến. Anh có thể là do ánh đèn mắt nhạy cảm nó chảy nước mắt liên tục luôn rồi. Nhà cô Ánh dự định như thế nào cô Ánh? Cô có nghe rõ con nói không? Cô Ánh dự định như thế nào? Đây. Cô Ánh nghe không rõ rồi cô chú chị. Đó, mặt rồi, đi chán. Tuy nghe là anh là Tuy không có đi Tuy hiền lại nha, dịu hiền lại nha. Nha Tuy. Nghe là anh là không có đi nói lớn tiếng với hàng xóm nha. Ai anh biết không? Em á. Chị cho bảo không ạ? Không có ai không nói vậy. Thì đó đây nói gì cho bảo mà. Nói nhà anh khùng á. Rồi Ti đừng có bò để bụng nè, nghe thì ta nói nó khổ một cái tai thôi. Thì đó, chú Ti. Nó bơm Ti đem cái bụng chi vào cho nặng cái bụng. Hả? Nó chọc ghẹo bà, nó bà điên á. Hôm nay con bà. Thứ nào nói không chịu rồi, nó bà lên nhảo. Nó bị như xíu cái răng. Lên mũi nó tai rồi. Tại em không có đánh răng nè, cái răng em hư hết rồi nè. Há cái hàm răng ăn em coi, đó, răng vàng khè đang xì. Không chịu đánh răng, ăn không chịu đánh răng sao? Kem hết rồi. Kem đánh răng hết rồi. Kem răng hết rồi đúng không? Đó anh vào đi mua cho em chai kem bằng chải nha. Xong cái video này là anh mua cho em chai kem bằng chải. Dạ. Nguyên phở hả? Mua dầu. Cô Ánh có ăn phở không? Cô Ánh ăn gì không cô Ánh? Không, em đi bộ mới lên tắt không đổi. Nghe ăn gì không nghe anh chở em với Ti đi ra ngoài ăn cái gì là mua cho mẹ em cái. Nha. Em có ăn cái gì không? Em phở hủ tiếu gì không? Nha, ăn gì không? Không ăn hả? Hả? Em mua cái bịch phở cho em nè. Cô em mất rồi. Rồi còn gì nó thiếu em gì?
À, biết ăn phở chưa? Ha, để dành mai mai ăn. Rồi anh nói em chút nè, đi cắt ăn phở chưa? Dạ, chưa đúng không? Rồi em biết sử dụng canh nấm răng sao không? Canh nấm răng sử dụng sao biết không? Hả? Canh nấm răng sao? Bằng chải có chưa nè? Bằng chải, em đang bằng chải. Súc là sao? Em mô tả cho anh xem coi. Súc miệng. Rồi súc miệng. Hồi đó giờ em sử dụng kem đánh răng chưa? Cô là chị Hai mà. Hả? Hả? Hồi đó giờ em sử dụng kem đánh răng chưa? Lấy ít kem thôi nha. Lấy để xúc vừa cái bằng chải, không có lấy nhiều, không có chi nhiều nha. Không có phá kem đánh răng nha. Nó còn ánh hoài. Sợ giá bén quá. Rồi mà khi mà răng đau á, mà nó sưng nó không hết á, thì đánh răng sạch. Xúc hai chai này nó hết sưng. Dạ. Nha, khi nào răng đau sưng phải xúc, anh nghe anh dặn kỹ. Dạ. Đây, khi mà răng đau mà nó sưng á, phải đánh cái kem đánh răng trước. Dạ. Rồi xúc hai cho nhà vô nó hết sưng. Dạ. Xúc. Nha, để dành xúc nha. Dạ. Anh mua em bị bong gòn. Chi vậy? Nhặn lắm mình mẩy. Hả? Em bị cái chân sưng bầm tím rồi. Chân sưng bầm tím sao sao bong gòn? Còn em biết nó tự nhiên em mới vừa vô tắm chủng anh bị sưng nhặn luôn. Nó bị nhất nguyên hành cái đầu gối. Còn lại bệnh nữa không à? Thế bây giờ em đánh kem đánh răng trước đây em thấy sưng em bình thường mà. Em biết sử dụng kem đánh răng rồi đúng không? Thì sử dụng sao nó là anh nghe coi. Nghe anh dặn nè, cái chai này sử dụng sao? Cầm cái chai kia lên kìa. Cái chai này bình thường không có cái răng em bình thường không sử dụng được chai này phải đánh. Nghe anh dặn kỹ. Cái chai này sử dụng khi đánh răng mới được sử dụng chai này. Nha, rút sưng á phải đánh răng trước khi sử dụng chai này nha. Nói sao nó nghe lại nghe coi. Trước sừng của nhà để em phải đánh răng cho. Đúng rồi. Không, trước khi nó sưng mà nó đau á. Không xẹp á phải đánh răng sạch trước rồi mới xúc được chai này. Còn xúc vô là nó giật răng. Nha. Rồi em ăn đi, mẹ em ngủ rồi kìa, thôi anh về rồi để cho mẹ em ngủ. Anh cứ mua nó bông gòn. Rồi lần sau anh đến mua thấy chân em bình thường không sưng kìa. Em lấy bông gòn để làm cái gì? Nga ơi Nga, em làm gì ngồi quả vậy? Nga, cái gì cho xin tiền hả? À, cho Nga nè, em rồi cho tay kìa, rớt tiền cho tay kìa, cho 20.000 đó nè, đó. Cảm ơn. Cái gì phải nha tay, tay ơi, hiểu là anh dặn chưa, anh dặn kỹ mà lần nữa nè, sử dụng cái chai này để giảm sưng như thế nào? Khi cái miệng sưng, cái miệng sưng không đau xuống sử dụng như thế nào? Như là cái đâu, em cầm hai cái chai này lên coi. Rồi cái miệng đi vào miệng đau sưng ngăn không được như thế nào? Xúc miệng nhưng phải đánh kem đánh răng chứ nha, anh dặn kỹ rồi nha. Rồi xúc vô nó sẽ hết sưng. Rồi. Tình trạng của mẹ, bệnh của mẹ em như thế nào? Qua là đúng 7 giờ em đang trên đường từ cậu ông đi về. Thì em mới vừa thấy mẹ em bị té. Rồi em mới nói là ủa dì ba sao mẹ con bị vậy, bà bị trúng gió. Thì em đâu biết bà bị trúng gió đâu, em mới về hỏi bà, em về em ra mua thuốc nha. Cái em ra mua 3 liều thuốc, 3 cử là một ngày. Là cũng 28.000 cho một ngày. Cái em đưa bà uống một liều. Bà uống xong được như là nguyên ngày thôi à. Là bà vừa uống xong xuôi là bà mới sốt nữa. Bà nói ủa sao tự nhiên mua thuốc thì uống vừa còn sốt nữa. Rồi em mới giờ cái chán của bả thôi không được rồi, uống 3 liều không hết. Em mua quất 4 liều nữa. Uống, cháu không ăn. Mua hôm qua là cháu không ăn. Thuốc không uống. Đái trong quần luôn. Trời. Lo bả mà. Rồi đi khám là bác sĩ nói là sao? Bác sĩ nói bây giờ á khám thì khám rồi nhưng mà 5.2 là bổ là 5.2. Em nói bác sĩ giờ tình trạng gia đình con khó khăn vậy bây giờ bác sĩ tính con 5.2 là kỳ đâu, trong khi có bảo hiểm nữa, bảo hiểm thì phường cắt nữa. Rồi bây giờ bác sĩ nói là thứ sáu đưa bả lên phòng mổ, giờ tiền năm vô phòng mổ. Con mắt thì đã bị vậy rồi, mắt bên em nó bị mổ rồi, bác sĩ nó tốt rồi, bị dân trong cái sắt mười mấy năm rồi. Là bên đây nó lây qua, em mới nói với bà là bây giờ bị vậy rồi, thôi giờ mẹ gắn uống thuốc đi. Thuốc thì cắt rồi, bác sĩ cắt rồi, bây giờ không uống. Dạ, không uống. Mà cắt ba chén thuốc nhỏ mắt à, chứ phải là một thuốc đâu, thuốc phải mua ở ngoài là một dĩ thôi à.
sữa rồi uống, ăn không dám ăn, đá đá chừng vừng. Tôi thấy nãy cô nói với anh rồi, cô nói là phải mổ mắt á, để anh đăng clip này lên cho cô chú chị xem trước. Bác sĩ nói là 5,2 triệu, nhưng bảo hiểm có nó mới giảm, chứ không có bảo hiểm là nó mất 20 triệu chứ tiền đâu mổ. Giờ bác sĩ kêu giờ bệnh viện quận 7 á, là nó có mổ mắt, nhưng mà nó không có tốt bệnh viện Chimbon gì đó. Chimbon. À, bệnh viện đó, bà nói bệnh viện Chimbon đó là nó tốt hơn bệnh viện đó. Vừa, nó vừa phẫu thuật mà sáng mắt mà giảm có 4 triệu thôi. Vậy hả? Bây giờ người ta gom góp rồi đó. Gom góp? Dì Sáu bán trà sữa Trân Châu á. Là bà có đứa con gái đi làm bên công ty á. Nói tình trạng bà dạy dạy người ta gom cho giống tên cho vài triệu, rưỡi á. Để có số tiền kèm theo cái bảo hiểm đó, đơn năn nỉ bệnh viện á, cho giảm bớt phần nửa lại cho bà mổ. Bây giờ mắt của bà nặng lắm rồi, anh coi mắt chảy nước mắt, mua gần cả 6 liều thuốc uống không hết. Giờ mắt nó lên tới đầu luôn, bây giờ bà đứng lên không được, bà ngồi bà lớp thì được, nhưng bà đứng lên không được. Thôi để anh đăng cái clip này lên cho mai đăng lên buổi sáng luôn. Từ hồi sáng rồi nằm từ hôm qua. Giúp đỡ thì bà đập đầu lên cái tường. Đầu nguy hiểm lắm, giờ hãy nhức quá chịu không nổi hả? Tại vì mắt nó đã ăn lên cái đầu nữa. Trời ơi, nhức quá, đúng rồi, cái mắt nó nhức dây thần kinh chịu không nổi lắm. Dạ đúng, nhưng mà nó đã bị nhiễm nhức, trùng trong cái xương mắt của nó rồi. Nhức rồi, nhức cái dạng khó chịu lắm. Dạ bác sĩ nói là phải mổ, bình thường. Phải mổ sáng mai sớm vô phải mổ liền mà không cho ăn. Nhưng mà tiền không mổ anh. Thì bây giờ là phải chạy thôi chứ sao giờ. Chứ bây giờ đã nguy kịch rồi. Bây giờ em nói bác sĩ giờ không có tiền mổ, giờ cho bả bụng nhiễm trùng luôn mà nó không được. Tại bên đây thôi anh về, tại bên đây ồn quá, anh không buồn đem mít á, nói cũng khó nghe lắm á. Anh đăng clip này lên giúp, sáng mai anh đăng lên liền á, để cho dạ. Cảm ơn cô chú, anh chị chú có ai giúp đỡ gia đình em không? Cho mẹ con nữa, mẹ con phẫu thuật cho mẹ sáng mắt. Dạ. Bình thường em phải đi làm đi để có những cái chuyện như thế này là em mới đi giống. Thì em mới mượn tiền của cái chủ hủ tiếu đó, thì chủ chửi em hoài à, bà nói mày mới làm được mấy ngày mà mượn tiền đâu không à, mượn vài trăm năm chục quá để mua thuốc cho nó uống, mua hết hai chén nhỏ mắt rồi cũng không hết. Giờ tiền mất tay chồng mà sao rồi thuốc nhỏ mắt nhỏ cho hết rồi. Giờ tiền mất tay băng keo dán sắt, băng keo dán sắt mình tay cho bả đôi dép mà bả tiếc đôi dép mà cho bả nở lòng bả đi mua băng keo dán sắt dán ngay trước cửa mà dán ngồi lúc ba em còn sống á. Nó đã dăng vô từ lâu rồi mà bả không lấy nước mà dội mà cháy trong mắt mình đang mà cháy cồn trong này luôn rồi bả mổ rồi. Để cho anh coi cái tờ hồ sơ bả mổ miễn phí nè. Thôi được rồi, vô bác sĩ em đưa bác sĩ coi cái hồ sơ mổ mà bác sĩ không chịu coi, bác sĩ bắt buộc em phải đóng tiền. Thằng bé Ti làm gì vậy? Bé Ti rửa chén hả? Dạ, rửa gì vậy? Rửa gì vậy? Sách, em xách chén đi đâu rồi? Xách chén đi giống đi chợ vậy? Hả? Bây giờ bà đá thùng quần luôn mà, giờ một ngày bắt hai bao nhiêu bộ đồ. Bây giờ anh con mắt của bà vợ nó bị nhiễm trùng trong xương như nó rồi. Bây giờ nó bắt buộc phải 6 giờ mổ, bây giờ tiền đâu mổ. Có bảo hiểm mà giờ tiền đâu mổ, hỏi ăn vậy. Mà ở đây người ta nói ai cũng khổ cho anh. Giờ em để cho mắt bà bị nhiễm trùng luôn chứ giờ đâu có tiền đâu mổ anh. Giờ bà phải chịu khó lấy cái thằng chấm đỡ đi, uống thuốc giảm đau đi. Hai đêm nay bà quậy em không ngủ luôn. Giờ buổi sáng bà ngủ được nha, cái đêm này từ 1 giờ mấy đến 2 giờ kia là bắt đầu. Nó hành lên cái đầu bà rồi, giờ em không biết làm sao, em đưa bà đi sớm. Giờ phải chịu ha, giờ đêm nay nó hành nó là đêm nay phải chịu ha, giờ. Mai em đi mua tủ lộn vậy, đừng mua áo. Ừ, rồi, em biết rồi, đây em ăn phở đi, rồi để về đăng clip này lên đăng cho... Mấy ngày nay không ăn. Cho bà con cô chú, ông bà, chú chị xem. Em tính mua hai tủ đồ. Rồi, ăn đi nha. Dạ, anh Linh. Rồi, cô ngủ rồi, để cho cô em ngủ, cô ngủ được, để cho cô ngủ đi. Bà ngủ vậy đó, rồi một lát anh vừa về thôi, đầy 2-3 tiếng sau bà dậy là bắt đầu bà la lại. Nhức quá không chịu nổi.